Hello Nam, chào anh em, mình là Nami đây và mình đã quay trở lại rồi đây. Chào mừng các bạn đã đến với channel Hà Nội Computer. Như video lần trước về 5 lý do mà mình lựa chọn Core i5-10400 trở thành CPU quốc dân trong năm 2020 này thì mình có nói ở cuối video, đó chính là mình sẽ cố gắng xây dựng một bộ máy với em nó trong tầm giá khoảng độ 20 triệu một chút xíu thôi. Thì ngày hôm nay chính là video đó. Trước khi đi vào phần linh kiện chi tiết thì mình phải nhắc lại cho các bạn nhớ, đó chính là video này thì mình muốn xây dựng một em máy chuyên sử dụng dành cho gaming thôi. Nếu như bạn nào muốn sử dụng để livestream game hay cũng như là sử dụng những cái thiết kế đồ họa cao cấp hơn thì chắc chắn là mình nghĩ các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng độ vài triệu đồng nữa để mua các cái linh kiện phù hợp cho những cái yêu cầu của các bạn trong cái công việc đó. Còn tại thời điểm hiện tại khi mà mình đang quay video này ấy, thì giá so với các bạn mua sau này thì có thể sẽ chênh lệch nhau một chút xíu, và đặc biệt là biết đâu sẽ còn có khuyến mại thì sao. Còn nếu như hiện tại bây giờ các bạn mua em máy này thì sẽ có một cái bộ quà, có một sản phẩm quà tặng có trị giá khoảng độ tầm 1,2 triệu đồng, ví dụ như là gaming gear hay là tản nguyên chẳng hạn, vân vân và mây mây. Về phần linh kiện thì chắc chắn là sẽ có một số bạn mình chắc chắn đấy đang thắc mắc là tại sao với một bộ máy khoảng tầm giá 20 triệu chút xíu này lại phải sử dụng một em mainboard lên tới tầm khoảng là 4 triệu đồng. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến phần line up của các board mạch chủ B460 của nhà Gigabyte đang có mặt trên thị trường hiện nay nhé. Tạm thời gạt qua các board mạch chủ phân khúc UD và gaming HD bởi vì nó không hẳn là sản phẩm dành cho gaming như dòng Aorus. Chúng ta còn chiếc B460M Aorus Pro và B460 Aorus Pro AC. Bỏ qua về kích cỡ chênh lệch vì cây ATX hay là MATX thì thực sự là không khác nhau về giá, cũng như là cái số khe RAM hay là M2, SATA vì chúng giống nhau hoàn toàn. Cái mà chúng ta phải bỏ thêm 1,4 triệu đồng cho Pro AC thì sẽ tập trung ở số lượng phây điện hay còn gọi là khu vực cấp điện cho CPU. Với chiếc Pro AC vượt trội gấp đôi so với Aorus Pro M thì số cổng USB ở mặt sau cũng là 8 cổng so với 6 cổng. Âm thanh được nâng cấp lên chip ALC1220 và số càng to thì càng nghe hay. Và cuối cùng là cổng LAN 2.5G so với 1G trên Aorus M, cùng với sự xuất hiện của cổng Wi-Fi AC cũng như là Bluetooth 5.0. Wi-Fi AC thì thực sự là sẽ có hiệu quả nếu như anh em sử dụng router 5G xịn. Các bạn sẽ cảm nhận được cái sự delay ở đây là rất thấp và nó gần như tương đương với lại mạng dây. Còn về Bluetooth thì nó thực sự là một cái thành phần gọi là bổ sung thêm vào. Có thì cũng tốt, sẽ giúp cho anh em gọi là kết nối gamepad gọi là tiện lợi hơn. Còn nếu như không có mà các anh em vẫn muốn sử dụng thì chúng ta có thể mua một đầu Bluetooth khoảng đâu đấy cỡ 100k là đã sử dụng ngon lẻ rồi. Còn câu hỏi của chúng ta ở đây đặt ra đó chính là chúng ta có nên đầu tư thêm khoảng 1,4 triệu đồng cho Pro AC hay không? Thì câu trả lời của mình sẽ là có, nếu như các bạn sử dụng nhiều thiết bị ngoại vi giống như là kiểu muốn sử dụng nhiều đầu USB hay là nhiều đầu kết nối Bluetooth hay là có sử dụng Wi-Fi AC xịn xịn. Bên cạnh đó thì cái số lượng phray 8+2 của nó thì mình nghĩ là dư sức để có thể sử dụng trên các cái CPU đời cao hơn như là Core i7-10700 hay là Core i9-10900, và rất tốt cho các bạn, rất hỗ trợ cho các bạn về việc nâng cấp về sau. Còn nếu như các bạn muốn cái gì đó hiệu năng trên giá thành tốt cũng như là không quan tâm đến việc nâng cấp CPU về sau thì mình nghĩ là Aorus M ở đây được quá là hợp lý rồi, bởi vì nó sẽ bỏ đi tất cả những cái thứ gọi là rườm rà đốt tiền của anh em mà chỉ giữ lại những cái thứ cơ bản nhất và phù hợp với lại một hệ thống tầm trung. Với mức giá thành loanh quanh khoảng từ 20 đến 23 triệu đồng thì mình đố các bạn tìm được CPU Intel nào ngon hơn là Core i5 đấy. Nó có 6 x 12 luồng và em đó chính là Core i7-8700 trá hình, và bán với giá thì chỉ bằng phần nửa của em i7 mà thôi. Nếu như trước đây 9400 gây băn khoăn bởi xung thì không yếu này, hiệu năng đơn nhân luôn là điểm mạnh, thế nhưng mà luồng thì lại khá thua thiệt so với đối thủ, thì nay chiếc 10400 đã đánh bay những suy nghĩ đó. Và thực sự thì đây là CPU gaming tốt nhất trong tầm giá 5 triệu hiện tại. Cái quan trọng thứ ba của một bộ máy gaming đó chính là về cả màn hình. Nếu như anh em đã xem kênh bao nhiêu lâu nay thì chắc chắn là không cần nói các em đã biết là card để sử dụng làm gì rồi không nào. Còn nếu như bạn nào mà chưa biết thì tên ngắn gọn của nó là GTX 1660 Super, phiên bản nâng cấp của 1660 và thay thế cho 1660 Ti cũ. Hiệu năng của gaming thì mình nói giờ lại thành thừa. Về phần linh kiện thì chắc là mình sẽ chỉ nhắc qua thôi, cũng như là sẽ điểm lại cho các bạn nhớ về các cái phần thông số mà chúng ta cần phải lưu ý khi đi mua hàng. Còn về thương hiệu hay là các cái linh kiện tương đương trên thị trường hiện nay thì đang rất nhiều rồi. Nó chỉ phụ thuộc vào cái gu thẩm mỹ của các bạn như thế nào mà thôi.
Còn ở đây thì chúng ta sẽ cần 16 gram. Các bạn nên mua 16 gram nhé, vì nếu như mua 8 gram thì sẽ có cái hiện tượng gọi là tràn ram khi mà chơi game đấy. Còn về 3 gram thì chúng ta sẽ dùng 2666 hoặc là 3000. Thực ra nếu như các bạn nào có ý định nâng cấp về sau sử dụng coi i7, coi i9 thì mình nghĩ là nên mua 3000. Còn nếu muốn sử dụng coi i5 thôi và cũng không có ý định nâng cấp thì mình nghĩ là 2666 là đủ rồi. SSD 500GB SATA thì vẫn là số 1, bởi vì giá thành rẻ hơn nhiều mà tốc độ load game thì không chênh lệch so với NVMe là bao nhiêu. Nguồn thì tối thiểu từ 550 cho đến 600W và anh em nhớ là phải mua có chứng nhận của 80 Blood có chữ R ở trên logo nhé. Còn nếu như vỏ hộp nào mà không có chữ R thì các bạn đừng mua, vì đấy là hàng đều đấy. Cuối cùng thì là vỏ cây thì tùy thẩm mỹ của các bạn nhé. Mình thì vẫn thích Fantech từ trước đến giờ, thế nên là chọn V300. Anh em nào mà thích rẻ hơn thì có Zectech hay là GameMax hay là Sama. Còn thích chất lượng hơn thì chuyển qua Fantech hay là Cooler Master, Corsair, đều có những mẫu chất lượng nhưng mà giá thì không hề mềm một chút nào đâu nhé. Và có một điều mà mình chắc chắn phải nhắc anh em ở đây và cần anh em lưu tâm, đó chính là nếu như anh em có dư ra 300.000 thôi, please, thì hãy bỏ ngay cái tản nhiệt stock đi kèm của coi 50.400 đi nhé. Năm nay thì vẫn giống năm xưa, Intel vẫn chưa bao giờ làm chúng ta ngừng thất vọng bởi vì tản nhiệt đi kèm vừa mỏng lại còn vừa nóng. Hiện tại thì có khá nhiều các mẫu tản nhiệt khí giá rẻ mà các bạn có thể thấy trên màn hình đây, và hiệu năng của nó tính trên số tiền vài trăm nghìn bỏ ra thì thực sự là xứng đáng. Vấn đề thứ hai mà mình muốn nói và nhắc đến, mặc dù Fantech B300 có chất lượng hoàn thiện cực tốt và chỉ cần sờ vào là thấy sự khác biệt khi mà đi kèm một quạt 120mm mặt sau. Như vậy là hơi ít, và theo mình thì các bạn mua thêm một quạt nữa nếu như có dư giả kinh phí để thêm luồng gió mát hút vào cây từ mặt trước cũng như là trên nóc. Nhiệt độ của hệ thống chúng ta thì sẽ không nóng lắm, nhưng mà càng quạt nhiều thì càng mát hơn và chỉ tốn công vệ sinh một chút thôi. Nói đến phần mà tốn công vệ sinh máy thì mình nhắc nhẹ một xíu xíu cho anh em nào lười lười giống như là mình đây này, thì hiện tại tất cả các cửa hàng của Hà Nội Computer vẫn đang có chương trình vệ sinh máy free cho anh em. Vậy thì hãy về nhà và bách ngay máy đến một cửa hàng gần nhất thôi nào. Và một phút quảng cáo của chúng ta đến đây là kết thúc. Bây giờ hãy cùng quay lại đến nội dung chính của chúng ta thôi. Chúng ta hãy cùng đến với phần cuối cùng cũng như là phần mà có thể là anh em đang chờ đợi nhất ở cái bộ máy ngày hôm nay mình build, đó chính là về hiệu năng thì sẽ ra làm sao. Hiệu năng chơi game của em máy này thì mình nói ngắn gọn, đó là em nó có thể chơi mọi loại game hiện tại ở độ phân giải Full HD và thiết lập cao nhất mà không gặp phải trở ngại gì. Mức khung hình trên dây đạt được đều ổn định ở 60fps trên Call of Duty Warzone, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5 hay là Battlefield 5. Duy chỉ có Assassin's Creed Odyssey thì có vẻ là hơi nặng FPS một chút, thế nên chúng ta chỉ có loanh quanh khoảng 63 mà thôi. Nhiệt độ khi hoạt động gaming bình thường cũng không quá nóng và đạt mức loanh quanh là 65 độ C cho cả CPU và VGA. Nhưng mà khi chạy thử Ryzen 5 thì lại khác, nút thắt ở tản nhiệt CPU xuất hiện khiến mức xung bị tụt, cũng như là nhiệt độ gần như là đạt ngưỡng 95 độ C. Với mức giá từ 20 cho tới 21 triệu đồng thì mình nghĩ là anh em sẽ rất khó có thể tìm được bộ máy nào ngon nghẻ hơn em máy này, bởi cái sự cân đối từ CPU cho tới là cả màn hình. Thực ra tại sao mình lại nói là 20 cho tới 21 triệu đồng mà giá trị thực của em máy này đang là 23 triệu đồng? Thì đó chính là nằm ở việc lựa chọn mainboard. Các bạn có thể lựa chọn mainboard B460 Aorus Pro mà không hề làm thay đổi hiệu năng của cả hệ thống. Và nếu như anh em nào muốn cái sự nâng cấp xịn xó hơn, có thể sử dụng được Wi-Fi AC hay là chờ đợi những cái sự nâng cấp về sau thì mới cần đến là 23 triệu đồng thôi nhé. Và video của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Anh em nghĩ sao về bộ máy này ngày hôm nay mình build, cũng như là có muốn thay đổi những cái gì mà các bạn cảm thấy là tối ưu hơn hay không thì hãy comment xuống dưới bên dưới để cho mình cùng biết nhé. Và bây giờ thì cũng đừng quên like, share và subscribe, cũng như là nhấn quả chuông nhỏ nhỏ để chúng ta cùng gặp lại nhau vào những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.